tai nạn do ong đốt thường gặp ở trẻ em, đặc biệt là trẻ sinh sống tại các vùng nông thôn, vùng miền núi trung du. Tùy theo loài ong mà nọc sẽ độc ít hay là nhiều. Trong đó nguy hiểm nhất có thể là bị ong vò vẽ đốt. Mới đây khoa cấp cứu bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhi 3 tuổi trong tình trạng nguy kịch vì bị ong đốt. Bệnh nhi 3 tuổi trú tại xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vào viện khoảng một ngày, bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt vào vùng đầu, tay, chân khoảng 50 nốt. Sau khi bị ong đốt, bệnh nhi tím tái, khó thở, đã vào trung tâm y tế Anh Sơn điều trị một ngày nhưng không đỡ. Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tại đây, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng khó thở, môi tái, tay chân lạnh, lơ mơ, tiểu ra máu, được chẩn đoán ong đốt biến chứng suy đa tạng. Hiện các bác sĩ vẫn đang theo dõi và hồi sức tích cực cho em bé. Thực tế thì có những loại ong đốt có thể gây chết người chỉ với một vài vết đốt như ong vỏ vẽ, ong bắp cày đất hay ong bầu. Nguy hiểm nhất là người có cơ địa dị ứng có thể quá mẫn cảm với nọc ong, gây sốc phản vệ và suy đa tạng. Để tránh hậu quả thương tâm có thể xảy ra khi bị ong đốt, chúng ta cần tìm chỗ tránh ngay, không vung tay xua đuổi ong, càng thu hút số lượng ong tới nhiều hơn. Vết ong đốt thì cần rửa sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn và dùng kềm nhỏ vào rút hết các vòi chích của ong ra. Rồi sau đó, đắp khăn lạnh hay là túi chườm nước đá lên vùng sưng nề khoảng 15 tới 20 phút có thể giúp giảm đau và giảm phù nề.